reset. Nhưng bấm on DC để nhập dữ liệu. Nhập từng số 1, 2, 3. Vì nhiệt độ ngưỡng trên thấp hơn ngưỡng dưới nên dữ liệu không hợp lệ. Cài đặt lại nhiệt độ ngưỡng trên 50, nhiệt độ ngưỡng dưới và 40. Và lưu thành công. Dữ liệu được lưu thẳng vào app ROM khi khởi động lại vẫn giữ nguyên nhiệt độ cài đặt trước đó. Giờ chúng ta sẽ thử. Vượt quá nhiệt độ ngưỡng rồi lại bật. Giảm xuống dưới ngưỡng dưới rồi lại bắt. Ok, như vậy là mạch đã hoạt động ổn định.